Xin chào tất cả các bác anh các chú ạ. Hôm nay tiếp tục em lên video giới thiệu cho tất cả các bác một số các cái đồ bãi tháo máy của bên em. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại shop Long Hợi. Số điện thoại đặt hàng 0975275636 hoặc số điện thoại 0942453417. Địa chỉ của em ở Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc. Bác nào ở gần thì mời các bác qua địa chỉ của hàng xem mua trực tiếp. Bác nào ở xa bên em sẽ có ship hàng đến tận nơi. Trên video thì em có đánh số thứ tự với cả giá tiền theo từng mẫu hàng. Các bác có nhu cầu mua mẫu nào thì cứ chốt cho em theo mã số như trên video nhé. Giá trên video là nó là giá tại cửa hàng đấy, chưa bao gồm tiền ship. Những đơn hàng mà dưới 5kg tiền ship toàn quốc sẽ là 30.000. Còn từ 5kg đến 10kg quay đầu tiền ship sẽ đồng giá 50.000 toàn quốc. Rồi bây giờ đây, đầu tiên thì em xin phép quay vào mẫu số 1 nha các bác. Đây mẫu số 1 đây. Số 1 mẫu này của em nó là bộ combo này, các cái motor ấy các bác. Đây, cái mẫu AC servo motor này. Mẫu này thì thông số của nó sẽ là 100W, điện 200V nha các bác. Em xem là hình như là có cả cái loại một đây, như cái mẫu này. Mẫu này của nó có điện là 112V này, công suất thì đều là 100W hết đấy ạ. Mẫu này thì phần đầu trục này đo được là 8 ly nha các bác. Ở bên sườn nó sẽ có cái phần chân rắc cắm như này. À, như mẫu này cũng là điện 200V này, công suất 100W này. Tất cả những chỗ này đều 100W hết nha các bác. Đây, mẫu này. Mẫu này cũng 100V này, công suất là 100W. Cái này thì em sẽ bán theo bộ nhá. Một bộ là 2 chiếc, mẫu số 1 có giá là 150.000 là 2 chiếc đấy ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 2. Đây số 2 là cái mẫu này. Cái này là gì đây? AC servo driver. Con này kiểu nó Made in Korea, hàng Hàn Quốc. Này nó điện gì đây? Điện 3 pha này, đầu vào điện 3 pha từ 200 đến 230V. Điện ra ở đây nó ghi là 3A này các bác. Công suất là 400W. Bên sườn đây nó sẽ có các cái phần chân rắc cắm với cả ổ cắm như này này. Đấy. Đây, thương hiệu LS này các bác. Hàng Hàn Quốc nha các bác. Em sẽ đo kích thước. Mẫu này bản rộng đo được là 17,2 cm, chiều cao của nó là 16 cm. Mẫu số 2 của em có giá là 600.000 nha các bác. 600.000 một chiếc. Mẫu này hiện tại là kho đang có 4 cái mà nó cùng một loại nha các bác. Tiếp theo là mẫu số 3 của em. Số 3 là một mẫu van lọc. Mẫu này là hàng của TBC, là hàng Hàn Quốc nha các bác. Đầu van ống một bên này là ống 12, còn bên này sẽ là ống 10. Phần thân lọc thì nó đẹp, không có bị bể vỡ nha các bác. Đây, đấy. Em xem cái phần đường kính bên ngoài. Mẫu này đường kính bên ngoài đo được là 64. Chiều dài phần thân của nó là 16 cm, không tính cái phần đầu bên dưới này nha các bác. Số 3 này của em có giá là 130.000, logo TBC này, là hàng thương hiệu Hàn Quốc nha các bác. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 4. Số 4 là bộ combo hai cái bộ van điện này các bác. Như mẫu này là thông số của nó là điện DC 24V, logo hàng SMC Made in Japan này các bác. Đầu van ống này của nó sẽ là ống 8 nhá. Và nó có một bộ này là ống 6 này. Nói chung là nếu mà bác nào mà có muốn chuyển sang ống 4 hay là ống 6 đều chuyển được nhá. Đầu dây điện thì nó đã cắt rồi. Đây. Một cái dàn như này thì nó sẽ có là 4 chiếc gắn vào nhau như này. Đấy. Đây là bộ combo mẫu số 4 này. Combo trong rổ này sẽ có giá là 200.000 nha các bác. 200.000 là nguyên hai bộ luôn nha. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 5. Đây số 5 là cái mẫu này. Ở đây nó sẽ có cái phần chân rắc cắm như này. Để em xem là có thông số ở đây. Nó có một cái tem Made in Japan này các bác. Trên đây nó ghi là điện 200 đến 230V. Đấy. Đây còn vùng quanh thì không thấy. Đây, đằng sau nó có rất là nhiều các cái chữ tiếng Anh với cả chữ tiếng Nhật này. Đây bên sườn đây, đằng này sẽ có các cái phần chân rắc cắm của nó như này. Đây là mẫu số 5, có giá là 150.000 các bác nhé. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 6. Đây số 6 là cái mẫu van điện này. Mẫu này cái bộ van này rất là mới và đẹp luôn các bác. Ở đây nó sẽ có gồm 2, 4, 6 chiếc. Mẫu này nó logo hàng SMC Made in Japan này các bác. Trên đây thông số điện nó ghi là từ 12 đến 24V DC. Đây bên dưới nó sẽ có một cái dàn này. Để ống ở đây sẽ là ống 8 nhé. Còn một dàn ống này sẽ là ống 6 đấy ạ. Cái bộ này rất là mới và đẹp này. Đầu dây điện phần rắc đẹp và thấy vẫn còn đây. Mẫu số 6 có giá là 300.000.
Đấy, 300 ngàn một bộ như này nhá. Rất là đẹp luôn. Mẫu này như đang có chắc là tầm 2 bộ thôi, không có nhiều. Tiếp theo là mẫu số 7. Số 7 là cái bộ combo này. Cái này ở trên đây nó sẽ có là một cái đế dưới này và hai cái van điện bên này. Mẫu này logo hàng SMC Made in Japan. Đầu van ống của nó sẽ là ống 8 này. Ống 8, ống 6 nha các bác. Có cả ống 10 nữa này. Như đây là ống 10 này. Cái này van này chắc là van đồng này. Này em quên mất, em không lấy cục lâm châm ra kho nên là không có thử được. Này của nó là điện DC 24V nha các bác. Trên đây sẽ có hai cái van điện này. Đầu dây điện đã cắt nhá. Phần ống thì các chiều của nó thì vẫn còn. Đây, logo thương hiệu SMC nó có ở khắp nơi cái phần thân luôn. Đây là mẫu số 7, có giá là 100 ngàn nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 8. Số 8 là cái mẫu van lọc này. Đây. Này của nó là cái cốc lọc đôi nhá. Đầu ống bên này sẽ là ống 12, còn bên này là ống 10 các bác. Mặt nắp kính đồng hồ vẫn còn. Mẫu này hình thức thì nó không được đẹp lắm đâu các bác. Đằng sau sẽ có cái phần ke góc như này. Đấy. Mẫu số 8 được em có giá là 100 ngàn nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 9. Đây số 9 là cái mẫu motor này. Mẫu này phần đầu trục của đây em sẽ đo được là 14 ạ. Như mẫu này thì cái tem của nó là hàng của Mitsubishi này các bác. Điện là 108V, công suất là 400W. Cái này cũng của Mitsubishi này, 108V, công suất là 400W. Cùng một loại các bác, ở bên sườn sẽ có cái phần chân rắc cắm như này. Mẫu số 9 này có giá là 200 ngàn một chiếc nha các bác. AC motor. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 10. Đây số 10 là cái bộ van điện này các bác. Cái này nó giống với cái mẫu số 6 các bác, nhưng mà nó ít van hơn nhá. Trên đây sẽ có 3 chiếc này. Cái này của nó thì cũng là điện DC 24V nha các bác. Đây logo Made in Japan này. Đầu van ống này của nó sẽ là ống 8 này. Các cái đồng da nhỏ này nó sẽ đang chuyển từ ống 6 sang ống 4 nha các bác. Ba cái thì đều rất là mới và đẹp nha. Không có bị bể vỡ gì đâu ạ. Phần dây rắc cắm đây nó vẫn còn đầy đủ ạ. Đây là mẫu số 10, có giá là 150.000. Tiếp theo là mẫu 11, là bộ combo hai cái màn hình này. Đây chiếc đầu tiên. Mẫu này là hàng của Made in Korea. Điện của nó sẽ là điện 100-240V nha các bác. Đây mặt trước sẽ có một cái màn hình và mấy cái nút nhấn như này. Phần chân ốc các thứ là vẫn còn đầy đủ ạ. Còn đây là chiếc thứ hai. Đây mặt trước cũng có một cái màn hình với cả các cái nút nhấn như này. Đấy. Đầu ốc các thứ vẫn còn đầy đủ nha các bác. Nó là hàng tháo tủ, nó chỉ cắt dây thôi. Ốc thì vẫn còn nguyên. Số 11 này, bộ combo 2 chiếc sẽ có giá là 150.000 hai cái ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 12. Đây 12 là hai cái cuộn đồng này. Hai cuộn đồng này nha các bác. Chứ cái mẫu này thì ở đây em thấy nó thông số nó ghi là 20A thôi, nhưng không biết là nó tháo ở cái máy gì ra. Phần dây này, ở đây nó có cái dây rắc này vẫn còn đây này. Đấy. Cuộn đồng nha các bác. Hai cái này đều thấy nó ghi ở đây này, như cái tem này nó còn rõ nét này. Đấy. Nó có một cái tem duy nhất này thôi các bác. Bác nào đọc hiểu thì mình có thể bình luận vào dưới video để cho em và các bác chưa biết mình có thể biết thêm nhé. Mẫu số 12, combo 2 chiếc này có giá là 150.000 ạ. Tiếp theo em xin chuyển qua mẫu 13. Đây 13 là cái bộ này. Đây là cái bộ van điện này. Bên dưới nó sẽ có một cái phần đế là đế nhôm này. Đầu van ống vùng quanh vẫn còn, ống 10 và ống 8 nha các bác. Trên đây nó sẽ có hai cái van điện. Này là cái van điện DC 24V nhá. Logo SMC Made in Japan. Mẫu số 13 này của em có giá là 120.000 ạ. Đấy. Rất là đẹp luôn. Trên đây còn sẽ có hai chiếc nhá, hai chiếc van rất là to. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 13. Đây 13 rồi. 13 là cái mẫu này rồi, 120.000. Tiếp theo là mẫu 14 ạ. Đây 14 là cái mẫu màn hình này các bác. Đây 14 là cái mẫu màn hình này. Ở đây nó sẽ có 3 cái màn hình này, với cả một hàng các cái nút nhấn với cả đèn báo ở đây này các bác. Em nghĩ các cái ô vuông này là kiểu đèn báo ấy. Đằng sau nó sẽ có này. Mẫu này hàng thương hiệu của LS Made in Korea nha các bác. Điện trên đây nó ghi là gạch chéo này, AC và DC 88-264V. Đây các bác. Đây dòng bên trên này này. Đây em sẽ đo kích thước phần mặt bích của nó nhé. Mẫu này phần mặt bích ở đây bản rộng là 14cm, vuông 14cm nha các bác. Mẫu số 14 này có giá là 150.000 một chiếc. Đấy, 150.000 một chiếc thôi. Giá rất là rẻ luôn, bác nào vào việc thì chốt ủng hộ em. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 15. 15 là cái mẫu bản lề này.
lê này nó không có hút lâm châm đâu nha các bác. Như cái mẫu này thì độ dày đem đo được là 5 ly nha. Còn chiều cao này, chiều cao của nó sẽ đo được là 6 cm. Cái này thì em sẽ bán theo bộ nhá. Một bộ là có 10 chiếc, mẫu số 15, có giá là 80.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 16. 16 đây ạ. 16 mẫu này nó chỉ khác một chút là khác cái màu thôi. Còn kích thước thì thấy nó cũng giống nha các bác. Cái này độ dày đo được là 5 ly và chiều cao của nó sẽ là 6 cm như này. Cái này thì cũng giá bằng tiền. Combo mẫu số 16 là các bác có 80.000. 80.000 là được 10 chiếc nha các bác. Tiếp theo đây là mẫu 17. 17 là cái mẫu này. Này như cái van hai bên nó là van đồng này các bác. Đầu ống hai bên sẽ là ống 16 nhá, kiểu ống to ấy. Logo là hàng của thương hiệu, là hàng TBC. Đây nó sẽ kiểu đứng như này. Đây, tại vì cái tem nó ở đây mà. Đấy, mặt đồng hồ các thứ, vật kính các thứ vẫn còn đầy đủ. Mẫu này rất là to nha các bác. Made in Korea này. Đấy. Đây là mẫu số 17, có giá là 120.000 một chiếc các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 18. Đây 18 là cái bộ combo van điện này. Trên đây nó sẽ có 4 cái nha các bác. Đầu ống các thứ vẫn còn đầy đủ này. Logo SMC Made in Japan. Điện DC 24V này các bác. Mẫu này thì chiều dài cái phần thân của nó được 9 cm nha. Đây, bên này thì nó ghi là 12 phẩy này, 12 này, chấm phẩy, 24V DC. Còn bên trên này thì ghi là DC 24V này các bác. Cái này là bộ combo là 4 chiếc là cùng một loại nhá. Mẫu số 18, có giá là 120.000 là 4 cái luôn. Rồi, tiếp theo chuyển qua mẫu 19. 19 là cái mẫu này. Mẫu này là cái bộ combo các cái app này. Để em xem là con này nó có 3A này, 5A, 10A và 20A. À đây có cả một chiếc 15A này. Cái này của nó là điện kiểu điện một pha ấy các bác. Điện một pha nhá. AC 200V này. Này nó có một cái nút đỏ đây, không biết phải là nút chống giật của nó không, tại vì hàng tháo tủ nên em chưa có kiểm tra gì đâu. Đây nó còn nguyên cái tem kiểu tem cái niêm phong ở đây là tức là chưa mở ấy các bác. Logo của Mitsubishi. Combo này sẽ có là 6 chiếc như này. Mẫu số 19 có giá là 250.000 nha các bác. Rất là đẹp luôn, mẫu màu trắng. Tiếp theo là mẫu 20. 20 cái này nó giống như cái dơ le kính ấy các bác. Trên bên dưới phần đế này nó ghi là điện DC 24V này. Đây, trên đây này, mỗi một cái này nó sẽ có bốn cái này, này nó ghép vào nhau. Theo quan sát thì đầu ốc vẫn còn đầy đủ nha các bác, chỉ có dây điện là nó đã cắt thôi. Đây là mẫu số 20, có giá là 50.000 một chiếc như này nhá. Ở đây em xem có bao nhiêu cái này. Gồm 2, 4, 6, 8 chiếc các bác. Mẫu số 20 đang có 8 cái. Rồi tiếp theo em chuyển qua 21. 21 là combo những cái van điện này. Đây như cái mẫu này. À, cái này nó bị mất tem này, đây em lấy cái khác nha. Đây cái này. Cái này ở đây nó sẽ có mỗi một chiếc này sẽ có là một cái phần thân này với cả hai cái đầu điện ra ngoài này các bác, hai cái đầu điện ra ngoài nhá. Logo của SMC, mẫu này thông số là Made in Japan này. Đầu van ống sẽ có ống 12. Ống 12 này, ống 10 với cả ống 8 nha các bác. Đầu dây điện thì em thấy cái nào nó cũng bị cắt rồi ấy. Này điện bao nhiêu đây để em đó, đợi một chút để em tìm cái tem của nó xem nào. À đây, trên đây nó ghi thông số là điện DC 12V các bác. Đây là bộ combo mẫu số 21. 21 này của em có giá là 200.000 nha các bác. 200.000 là nguyên combo trong rổ luôn. Mẫu này thì hiện tại là đang có chắc tầm 2 bộ nha. Đấy. Mẫu số 21 nha các bác. Combo 4 chiếc sẽ có giá là 200.000. Tiếp theo là mẫu 22. 22 là bộ mấy cái cục trở này các bác. Cái này phần thân bên ngoài có sẽ bằng nhôm nhá. Đây em sẽ đo kích thước của nó này. Chỗ này thì bản rộng đo được là 7 cm, chiều dài phần thân là 18 cm ạ. Cái này sẽ là bán theo combo. Một bộ là 2 chiếc, có giá là 120.000 hai cái ạ. Mẫu này đang có 2 bộ. Tiếp theo là mẫu 23. 23 là cái mẫu này. Đây, cũng là dạng cục trở các bác, nhưng cái mẫu này thì cái phần thân của nó sẽ nhỏ hơn nhá. Bản rộng là 6 cm, chiều dài là bên trên này là 17,5 cm, còn phần dưới đế sẽ là 21,5 cm nha các bác. Mẫu này là sẽ bán theo combo là 100.000, combo 2 chiếc. Tiếp theo là mẫu 24. 24 là mẫu này. Đây, ở đây nó sẽ có cái phần rắc cắm ở đây với cả các cái đầu dây điện vẫn còn này. Đây, không biết nó có mở ra được không ta.
Trên đây nó ghi là điện DC 24V này các bác. Nó sẽ có các cái màn hình cả mấy cái nút nhấn này. Tại bên sườn này cũng có này, logo điện DC 24V. Phần dưới đế của nó sẽ có cái phần chân cài như này. Đây là mẫu số 24, có giá là 150.000 một chiếc. Tiếp theo em chuyển qua 25. Đây 25 là cái mẫu này. Mẫu này là một bộ combo luôn nhá. Các cái van kiểu van đồng hồ này các bác. Phần lắp kính đồng hồ vẫn còn đầy đủ. Đầu ống của nó sẽ có là ống 6, đằng sau mỗi một chiếc nó sẽ có cái phần ke góc như này. Bộ combo mẫu số 25 có giá là 120.000. Là các bác sẽ có gồm 2, 4, 6, 8 chiếc luôn các bác. 8 chiếc mà có giá 120.000 thôi. Giá rất là rẻ luôn. Tiếp theo đây là mẫu 26. 26 là cái mẫu motor này các bác. Mẫu này là hàng thương hiệu của LS này, AC Seco Motor. Mẫu này thông số của nó là 100W, điện 200V. Phần đầu trục của nó ở đây đã đo được là mấy đây? 8 ly nha các bác. Chiều dài phần thân này sẽ là 13 cm. Đây là mẫu số 26, có giá là 100.000 một chiếc. Bên sườn sẽ có cái phần chân giắc cắm vẫn còn đầy đủ như này. Số 26 100.000 một chiếc ạ. Tiếp theo em chuyển qua 27. Đây 27 là mấy cái quạt này các bác. Này phần thân bên ngoài của nó sẽ là thân bằng khung nhôm nha các bác. Made in Japan, điện của nó sẽ điện 100V nha các bác. Phần cánh quạt các thứ này vẫn còn nguyên nha. Kích thước phần thân của nó là 16 cm này. Chiều này cũng là 16 cm luôn. Độ dày bên này sẽ là 5,2 cm. Quạt thì em không bao điện nha các bác. Đây là mẫu số 27, có giá là 80.000 một chiếc. Tiếp theo là mẫu 28. 28 là bộ combo như cái áp. Cái này là áp hàng tháo tủ nha các bác. Như cái mẫu này thì em đang cầm trên tay là hàng của LS này. Công suất của nó là 3A. Điện toàn bộ là điện 1 pha. Điện thường 220V nha các bác. Đây. Như cái mẫu này. Mẫu này hàng Made in Korea, công suất là 5A này. Kiểu nó có 3A, 5A và 10A. Nó lung tung đấy các bác. Hàng tháo tủ thì nó sẽ cắt đầu dây. Còn nó ốc thì vẫn còn đầy đủ về. Các bác không phải lo kiếm ốc đâu. Đầy đủ ốc nhá. Mẫu số 28 này thì có giá là 100.000, là combo 5 chiếc nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua 29. 29 là bộ combo này. Đây nó sẽ có mấy cái phần kiểu như các cái củ sạc ấy. Đây em xem này. Đây này, như cái mẫu này thì phần chân sạc các thứ của nó sẽ là chân tròn nhá. Phần đây. Mẫu này là toàn chữ kiểu chữ Hàn Quốc ấy các bác. Trên đây nó ghi là 100 đến 240V. Và điện ra của nó khoảng 9V nha các bác. Đây còn mẫu này. Mẫu này nó ghi là 100 đến 240V. Còn bên dưới nó ghi là điện ra là 5.0V. Đấy. Bên combo này gồm 2, 4, 6 chiếc các bác. Số 29 nhá, có giá là 150.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 30. Là cái mẫu này. Ở đây nó sẽ có, này nó giống như kiểu các cái cục nguồn đấy các bác. Bằng bên dưới nó sẽ có cái phần chân giắc cắm 3 chân như này. Trên đây nó ghi là hàng điện điện vào 100 đến 240V, điện ra là 12V nha các bác. Đây này, nó ghi ở đây này các bác. Các bác có thấy chưa? Em dưa cận cảnh nhá. Cái này thì sẽ bán theo combo 100.000 là hai cái nha các bác. Tiếp theo là mẫu 31. 31 là mẫu motor này. Ở đầu đây nó có một cái bánh bu li này. Cái này phần rãnh bu li ở đây em sẽ đo được là 17. Trên đây thì nó sẽ có một cái tem. Mẫu này thông số là hàng của LS nhá. LS là hàng thương hiệu Hàn Quốc đấy các bác. Công suất của nó là 200W, điện đây ghi là 200V. Bên sườn nó sẽ có các cái phần chân giắc cắm này, ba cái giắc cắm đấy vẫn còn nhá. Chiều dài phần thân của nó là 13 cm, không tính chiều dài phần trục nhá. Đo cả phần trục như này sẽ được là 16,2 cm đấy ạ. Cái này là mẫu số 31. 31 này của em có giá là 200.000 một chiếc nha các bác. Tiếp theo đây là mẫu 32. 32 là cái các cái van điện này. Như mẫu này là hàng của SMC này các bác. SMC Made in Japan nhá. Đầu ống này của nó sẽ là ống 6 hai bên này. Đầu dây điện thì vẫn còn đây. Logo điện của nó điện 24V. Này thì em sẽ bán theo combo 100.000 là 5 cái nha các bác. Con nào mua hết cả rổ thì miễn ship luôn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu. Ở cái này chưa đánh mẫu này. Này là mấy cái kiểu cái đèn này quá. Đèn báo ấy, hàng Hàn Quốc này, điện 12 đến 24V này các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 33.
33 là bộ combo hai món này. Đây, hai cái kiểu cái van cái lọc này các bác. Đầu ống các thứ nó sẽ ống 6 với ống 8 thôi. Trên đây nó sẽ có mấy cái van điện này, ba cái van điện như này. Logo SMC Make in Japan nhé. Ký hiệu này Make in Japan là GP. À, đầu điện của nó, đầu van điện ấy sẽ là ống sẽ là điện 24V nha các bác. Đây, hai chiếc này là giống nhau nha. Bộ combo hai chiếc, mẫu số 33, có giá là 150.000 hai cái. Tiếp theo là mẫu 34 là cái bộ này. Trên đây này là nó sẽ là van điện hai đầu, điện DC 24V, đầu van ống này của nó vẫn còn này. Tất cả vẫn còn đầy đủ nhá. Ống này của nó sẽ là ống 8. Các bác mà mình muốn chuyển sang ống 4 hay ống 6 thì mình mua các cái đầu này mình chuyển sang nhá. Đấy, bên dưới này cũng là ống 8 này. Đấy, hai bên sẽ có hai cái đầu điện như này. Một dàn này cái phần đế sẽ đế nhôm, bên trên sẽ có ba cái van điện như này. Đây là mẫu số 34, có giá là 150.000. Tiếp theo là mẫu 35. 35 thì cái mẫu này nó sẽ hơi lộn xộn một chút. Đây, các cái bộ van điện nó rời như này. Như cái mẫu này em đang cầm trên tay đây là điện SMC Make in Japan này. Điện của nó chắc là toàn điện 24V thôi. Đầu và ống này nó sẽ là ống 4 nhá. Ống 4, còn bên dưới sẽ ống 6 này. Đây, cả ngoài nguyên một cái chùm này nữa này. Đấy, rất là nhiều luôn. Đây là mẫu số 35, có giá là 100.000 nguyên combo luôn nhá. Chắc mẫu này mà đang nếu mà nhặt ra chắc được 3 bộ thôi. Tiếp theo là mẫu 36. 36 là cái bộ combo mấy cái xi lanh này. Mẫu này trên đây nó có cái tem này SMC Make in Japan nhá, thông số là 12 x 10. Là cái hành trình của nó sẽ được có 10 ly thôi, nó 1cm đấy các bác. Cho nên là sẽ có kiểu xi lanh bàn trượt ấy. Phần tì hơi thì đo được là 6 ly. Đầu van ống sẽ là ống 6 nha các bác. Nó sẽ có ống 6 và ống 4. Đấy, xi lanh bàn trượt như này. Combo này là mẫu số 36 nhá. Bộ combo 4 cái, có giá là 150.000 thôi. Rồi, tiếp theo em chuyển qua mẫu 36 nha các bác. À đây, 36 quay rồi. 36 là 150.000 4 chiếc. Mẫu này thì em đang có là 3 bộ nha các bác, 3 bộ combo. Tiếp theo em chuyển qua 37. Đây, 37 ở trên này. Đây là mẫu combo mẫu 37 nha các bác. Ở đây là có một cái này nó bị kiểu nứt vỡ ở đây này, nên thôi em cứ để vào đây cho các bác nào hay nghiên cứu chế cháo thì mình về nghiên cứu thêm nhá. Mẫu này hàng Made in Korea này. À, trên đây nó ghi điện là điện kiểu điện bình thường ấy, điện 220 các bác. Đây này. Như các cái nút này nó nút nó nhảy số ấy. Ấn nút là nó nhảy này. Đấy. Đây là có một cái màn hình. Đây còn hai cái này. Hai cái màn hình. Hai cái này hôm trước mà bác nào chưa chốt được hôm nay chốt lại giúp em nhá. Trên đây nó ghi là hàng của Made in Korea, điện 220V nhá, điện bình thường nhá. Phần đế này sẽ có cái chân cài. Có một cái này thì không có chân đế này, thì cứ để vào đây luôn các bác xem nhá. Số 37, combo 4 món có giá là 100.000. Tiếp theo là mẫu 38. 38 là cái mẫu van lọc này. Con này là hàng của E-Tac các bác. Đầu ống bên này của nó sẽ là ống 12 nha các bác, hai bên sẽ là ống 12. Con này nó sẽ kiểu là cái cốc lọc đôi nha, hai cốc lọc đôi nha. Đằng sau sẽ có cái phần ke góc như này. Đấy. Con này rất là to nha. À, mẫu này thì còn nó có một cái màn hình điện tử đây này, nhưng nó bị vỡ. À, mẫu này bác nào mua thì báo em để em lấy cho bác một cái màn hình khác, các bác về tự thay nhá. Số 38 này có giá là 200.000. Tiếp theo là mẫu 39. 39 này. Này nó giống như một cái củ motor này. Trên đây nó sẽ gắn một cái van điện này, điện DC 24V nhá, công suất là 2.8W. Ở đây này, nó có cái đầu ống này của nó sẽ là ống 6. Đầu dây điện thì đã cắt rồi. Này là hàng của Hàn Quốc hay sao đây? Ở trên đây nó có cái tem này. AC 250V. Đây các bác. Đây ngồi Made in Korea này. Đây, nó giống như một cái phần thân cũ của motor ấy. Cái này thì bản ngang của nó sẽ được là 25cm. Đây là mẫu số 39 nha các bác, có giá là 180.000. Này em có một cái thôi. Tiếp theo là mẫu 40. 40 là cái mẫu này. Mẫu này thì đang có 4 cái luôn này, các bác cho thoải mái nhé. Bên sườn nó sẽ có hai cái màn hình kiểu đồng hồ ấy. Đồng hồ thì vẫn còn nguyên, không bị bể vỡ, không có bể vỡ gì đâu. Phần bên sườn này này, nó sẽ có cái kiểu như cái ke này bằng inox nhá, này em. Không có hút lâm châm đâu các bác. Này, khá là to luôn. Còn đây đằng sau nó sẽ có một cái phần tem như này. Cái tem này thì nó em vẫn đọc không hiểu thông số. Các bác có cần xem lại thông số của mẫu này thì báo em vào trong Zalo, chọn theo là mẫu 40 đây. Chọn theo là mẫu 40 xong rồi em chụp lại cái tem các bác xem nhá. Đây là mẫu số 40, có giá là 150.000 một chiếc.
Tiếp theo em chuyển qua 41. Đây 41 là cái mẫu này. Đây là cái bộ combo các cái kiểu cái cầu điện nha các bác. Đấy. Cầu điện thì có cái thì ốc sáng này, như một dàn này. Một dàn này thì ốc nó khá là sáng đấy, nhưng có ba con này nó hơi rỉ này. Đấy. Nó cắt dây nhá, ốc thì vẫn còn đầy đủ đấy. Trên đây nó ghi là điện bao nhiêu để em xem nào. Cái này còn quên chưa vệ sinh luôn đấy các bác, trông nó hơi bụi bụi. Cái này không thấy ghi điện bao nhiêu ấy. Phần đế thì mỗi một cái nó sẽ có cài như này. Đấy. Đây. Kiểu nó sẽ đều có cái kiểu nắp để bịt cái đầu dây lại như này nha các bác. Đấy. Cái này thì em sẽ bán theo bộ combo nhá. 100.000 là 5 cái. Đấy, bác nào mà biết thì mình chốt đơn nhé, chứ cái này em cũng không hiểu rõ lắm nên không có giới thiệu gì được nhiều. Nhiều mẫu quay nó rất là lạ luôn đấy các bác. Bác nào mà biết về tên và công dụng của mẫu nào thì các bác vui lòng là bình luận vào dưới video để cho em và các bác chưa biết thì mình có thể tham khảo biết thêm nhé. Còn đây là mẫu combo mẫu số 42. Đây 42 là các cái này. Này nó giống như các cái dơ le các bác. Đây, như mẫu này là hàng Japan này. Điện của nó là điện 24V. Đấy. Cho nên nó ghi là Japan này. Bên dưới lại ghi là China này. Không biết là của nước nào. Mẫu này thì nó ghi là 250V. 250V là kiểu điện bình thường ấy các bác. Đấy. Mẫu này thế này ghi là 250V. Rất là nhiều luôn. Đây là bộ combo mẫu số 42. Có giá là 100.000 tất cả. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 43. 43 là bộ combo mấy cái đèn này. Ở đây. Đây, như cái đèn này nhà em hay gọi nó là đèn mắt trâu ấy, không biết chỗ các bác có gọi thế không. Mẫu này thì cái phần thân bên ngoài của nó sẽ là kiểu bằng nhôm như này. Cái này đèn này thì em không có chưa có thử đâu, nên các bác nào chốt đơn thì tự thử nha, em không có bao điện. Đây nó cắt đầu dây thôi, nhưng em nghĩ là cái này các cái đèn này thì chắc nó cũng không có chết đâu. Đấy, đèn rất là đẹp nha. Đây, có một cái này thì nó bị mất cái phần nắp bên ngoài rồi, nhưng mà lại có cái phần rắc cắm này. Em sẽ không có bao cái nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Combo 5 cái mẫu số 43. Có giá là 120.000 ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 44. 44 là một cái kiểu cái đầu này các bác. Cái đầu này. Nên nó có một cái tem toàn chữ kiểu chữ Hàn Quốc ấy, nhưng mà nó bị mờ mất rồi. Đằng sau sẽ có các cái phần cổng chân rắc cắm như này. Đấy. Đây bên dưới này. Đây, vừa chữ Hàn rồi vừa chữ Trung. Ở đây toàn chữ Hàn Quốc nhưng mà bên dưới này ghi Make in China, kiểu hàng Hàn Quốc nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc đi các bác. Mẫu số 44 này có giá là 100.000, bác nào nghiên cứu thì chốt nhé. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 45. Đây 45 là cái này. Đây các bác đợi em cả. Đây, 45 đây. 45 là cái mẫu này. Đây cái nắp này nó hơi ọp ẹp này các bác. Đằng sau của mẫu này nó sẽ có các cái phần cổng chân rắc cắm này. Đây nó ghi là DC 12V này, các cổng USB này. Đấy. Và đây là mặt trước của nó nhé. Mẫu số 45 cũng có giá là 100.000 nha các bác. Tiếp theo là mẫu 46. Đây 46 là cái bộ van điện này. Cái bộ này rất là nhiều các cái van điện luôn. Đầu ống bên trên này của nó là ống 12 ra mà to này. Em kẹp thước xem nào. Này ống là ống 10 các bác. Ở đây nó có một cái kiểu như cái cầu điện này. Đấy. Có một dàn này, nó sẽ có các cái van điện. Gồm bao nhiêu cái để em xem nhá. Đây đếm cả bên đây này, gồm 2 này, 4 6 8 10. À như cái này không phải van điện, cái này là cái thân của nó thôi. 2 này, 4 6 8 10 12 14 16 chiếc các bác. 16 chiếc van điện và điện của nó sẽ là điện DC 24V nhá. Phần bên dưới này nó sẽ có một cái kiểu như cái đường dây ấy, nó gắn kết vào với nhau này. Đầu van ống các thứ vẫn còn đầy đủ, theo quan sát là không có cái nào bị thiếu nha. Đây là mẫu số 46, có giá là 800.000. Mẫu này các bác nào mua hàng chuyển khoản miễn ship luôn nha. Rất là mới luôn. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 47. 47 là mấy cái gì nhỉ? Mấy cái kiểu cái bàn phím ấy các bác. Đây là bàn phím màu đen này, nhỏ gọn luôn. Rất là êm luôn này. Nó có mấy loại ấy. Đây, như cái mẫu này thế này, cũng nhỏ nhỏ này thôi. Này thì em sẽ bán theo combo nhá, 100.000 2 chiếc, mẫu số 47. Nó có cả cái chiếc to này.
Chiếc to này kiểu nó sẽ cổ hơn đấy các bác, nó không có nhỏ gọn thông dụng như cái hàng này. Bác nào lấy cái to thì báo em nhé, còn không thì lấy cái hai cái nhỏ này, 100.000 hai cái. Cái này thì đang có mấy bộ luôn đấy. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 48. Đây, 48 là cái mẫu này. 48 là bộ combo với cái đèn này. Trong đây nó sẽ có là hai cái đèn này. Cái đèn này nó bị vỡ này các bác. Nhưng mà nó không có chân luôn. Này về bác nào chế chân nhá, mình lấy cái ống nhựa mình lắp vặn được. Này của nó là hàng điện bao nhiêu em nhìn cái nhá. Điện 24V DC nha các bác. Đây 24V DC nha. Kiểu đèn ba màu ấy. Đây có cái này không có chân này. Đấy. Đầu dây điện thì vẫn còn đây. Ở cái này thì chỉ có một màu thôi. Này có màu cam đây này các bác. Made in Korea, cũng điện 24V hết. Cái này có chân nhưng mà cái đây phần lắp này nó đang bị có một vết đây này. Đấy. Đây là mẫu số 48 nhé. Combo 4 cái có giá là 100.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 49. 49 là các cái mẫu vít me này các bác. Hôm nay lại soạn thêm được mấy vít me này, em lại quay vít me nhá. Đây, ở đây nó ngoài nó có phần đầu trục này. Phần đầu trục bên ngoài đo được là 19 ạ. À em xin lỗi 20 nhá. Còn bên trong này sẽ đo được là 25. Phần gen của nó đo được là 30 ạ. Phần bát gen này, đường kính ở đây em đo được là 50. Chiều dài phần bát gen của nó là được 9cm. Chiều dài phần gen này sẽ được là 60cm ạ. Còn nếu đo tổng cả trục và cả trục luôn sẽ được là 72cm. Số 49 này của em có giá là 200.000 nha các bác. Đấy các bác có cần xem là hình ảnh mẫu nào thì báo em chụp ảnh lại nhé. Còn đây là mẫu 50. 50 ở đầu đây là nó có một cái bi đĩa này. Phần khung của cái bát gen ấy nó có thêm một cả cái phần trực khung chân khung này, chân khung nhôm hay sao. Phần đầu trục thì đo được là phi 20. Phần gen của nó thì em đo được là 32. Mẫu này thì nó có cái phần khung bảo vệ nên là không đo được cái phần bát gen phi bao nhiêu nha các bác. Đấy. Mẫu này chiều dài phần gen này, chiều dài phần gen của nó thì đo được là 72cm. Còn nếu đo tổng cả trục luôn sẽ được là 82cm. Số 50 có giá là 250.000. Rồi tiếp theo chuyển qua 51. 51 mẫu này ở đầu đây có một cái bi đĩa này. Còn bên kia nó sẽ có một cái bi tròn tròn như này nha các bác. Mẫu này thì vít me to lắm này. Phần đầu trục này thì đo được là phi 30. Còn phần vít me này đo được là phi 40 nha các bác. Cái phần bát gen này, đường kính bên ngoài đây em đo được là 73. Chiều dài phần bát gen là 9cm ạ. Đây, mẫu này chiều dài phần gen của nó sẽ được 60cm. Còn nếu đo tổng cả phần trục luôn sẽ được là bao nhiêu đây? 72cm các bác. Số 51 này có giá là 350.000. Đấy, mỗi một cái thì nó sẽ có một cái bát gen thôi nha các bác. Còn đây là mẫu 52. 52 mẫu này ở đầu đây cũng có một cái bi đĩa này. Còn bên kia thì sẽ có một cái bi tròn nhá. Phần đầu trục này thì em đo được là phi 20. Phần gen thì đo được là phi 25. Đường kính phần gen ở đây em đo được là đường kính cái phần bát gen bên ngoài nhá, đo được là 47 ạ. Chiều dài này, chiều dài phần bát gen là 7cm. Còn chiều dài phần gen bên trong này sẽ là 72cm. Tổng cả sản phẩm và trục là được 83,5cm. Số 52 có giá là 200.000. Tất cả gen thì bên em đã vệ sinh sạch sẽ trơn tru rồi nhá. Về các bác chỉ có việc dùng thôi. Tiếp theo là mẫu 53. 53 phần đầu trục đo được là phi 20. Còn phần gen của nó sẽ đo được là 28 á. Trên đây nó có một cái phần thân này. Phần thân này của nó cũng là phi 28, nó to bằng cái phần gen nha các bác. Phần bát gen thì đường kính ở đây em sẽ đo được là 55. Chiều dài phần bát gen này, chiều dài phần bát gen đo được là 10cm. Chiều dài phần gen của mẫu này sẽ được là 34cm ạ. Còn nếu đo tổng cả phần trục bên kia kéo sang đây sẽ được là 73cm nha các bác. Số 73 này của em có giá là 200.000. À số 53. Số 53 này có giá là 200.000. Tiếp theo chuyển qua mẫu 54. 54 này, bên ngoài nó có cái kiểu bi kiểu như này này các bác. Không biết gọi nó là cái bi gì đây. Phần đầu trục thì ở đây em sẽ đo được là 14 ạ. Còn bên trong này thì đo được là 25. Phần gen của mẫu này sẽ là 32 nha, kiểu gen mịn như các bác. Đường kính phần bát gen đo được là 52. Mẫu này chiều dài phần bát gen này, ở đây em đo được là 9cm. Chiều dài phần gen của nó sẽ là 36cm, còn tổng cả phần trục sẽ là 47cm.
Số 54 có giá là 180.000. Còn đây là mẫu 55 này các bác. 55 mẫu này cũng khá là dài đây. Phần đầu trục bên ngoài của nó em đo là 25. Bên trong này thì đo được là 30 này. Phần ren của nó sẽ đo được là 36 á. Đây phần bát ren này. Mẫu này phần bát ren đường kính đo được là 58. Mẫu này chiều dài phần bát ren của nó đây, em đo được là 12 cm. Đây, là chiều dài phần ren này. Mẫu này chiều dài phần ren của nó sẽ được là 68 cm các bác. Tổng chiều dài cả trục luôn sẽ được là 87 cm. Số 55 có giá là 250.000 nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua 56 này. 56 là cái mẫu nhỏ bên cạnh đây. Phần đầu trục bên ngoài là 10 mấy đây, 17. Bên trong này em đo là 20. Còn phần ren của nó này sẽ đo được là 25 nha các bác. Phần bát ren đường kính ở đây em đo là 44. Chiều dài phần bát ren là được 9,5 cm. Chiều dài phần ren của nó là được 44 cm ạ. Còn nếu đo tổng cả phần trục hai bên như này luôn sẽ được là 61 cm nha các bác. Số 56 này của em có giá là 150.000 thôi. Đấy, bác nào vào việc thì chốt nhé. Rồi tiếp theo chuyển qua 57. 57 là mẫu to này các bác. Mẫu này nó sẽ có hai bên, sẽ có đầu trục luôn nhá. Đầu bên kia cũng có này. Đây, phần đầu trục bên ngoài này ở đây em đo được là 30. Còn bên kia chắc cái phần đầu trục nó sẽ nhỏ hơn ra đây. Phần đầu trục ở đây em đo được là 25 này. Còn bên trong này sẽ là 30 nha các bác. Cái phần này nó sẽ bằng cái cả cái đường kính của cái phần ren. Đây, phi 40 này. Đấy, phi 40 nha các bác. Còn cái phần ren của nó cũng là phi 40 này. Đấy. Cái phần thân dài này nó sẽ bằng cái cả cái phần ren vặn luôn các bác. Đường kính này. Đường kính phần thân ở đây em đo là 74. Đường kính cái phần thân bát ren đấy các bác. Chiều dài phần thân bát ren đo được là 13,5 cm nhá. Chiều dài phần ren của mẫu này thì sẽ được là 29 cm thôi. Tổng cả phần trục từ bên kia kéo sang bên này hết này sẽ được là 84 cm. Số 57. 57 là mẫu này có giá là 300.000, phi 40 nha các bác. Tiếp theo đây là mẫu 58. 58 mẫu này dài này các bác. Đây, phần đầu trục là ren ở tận ngoài này cơ. Phần ren bên ngoài để em đo là 20. Còn phần bên trong này sẽ đo được là 25 ạ. Phần ren này của nó em đo được là phi 25 nha các bác. Đây, cũng có một cái phần bát ren như này. Đường kính phần bát ren thì em đo là 52. Chiều dài phần bát ren là 6 cm này. Đây, 6 cm nha các bác. Mẫu này chiều dài phần ren này ở đây em sẽ đo được là 65 cm. Còn tổng cả phần trục luôn như này, đo đến đây sẽ được là 95 cm nha các bác. Khá là dài luôn. Số 58 có giá là 200.000. Tiếp theo em chuyển qua 59 nha các bác. 59 cũng sẽ có hai đầu trục như này. Ở giữa cái phần bát ren nó sẽ có thêm cả cái phần gối đỡ của bát ren ấy. Phần trục này ở đây em đo là phi 20. Còn phần vít me em đo là phi 25 ạ. Cái đường kính của cái phần bát ren này đo được ở đây là 47. Các bác mà không cần cái phần chân khung này mình có thể tháo rời ra được nhá. Nó bắt bằng ốc lục giác ấy. Mẫu này thì chiều dài này, chiều dài phần ren vặn em đo là 64 cm. Tổng cả phần trục bên này luôn nhá. Và kéo sang đây hết sẽ được là 79 cm. Số 59 thì của em có giá là 200.000. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 60 nha các bác. 60 ở đầu kia nó có một cái bi kìa. Cái bi đấy em chưa có xem nên không biết là nó có trơn không. Mẫu này thì phần trục đo được là phi 20. Phần vít me em đo được là phi 25 ạ. Đây, có một cái bát ren như này. Đấy. Phần bát ren đường kính bên ngoài đo được là 47. Chiều dài phần bát ren là 7 cm. Mẫu này thì chiều dài phần ren này đo được là 74 cm. Còn em đo tổng cả phần trục luôn sẽ được là 80. Nó gần 86 cm nhá. Số 60 có giá là 200.000 đấy. Tiếp theo em chuyển qua 61. 61 là cái mẫu này. Ở đầu đây nó có cả cái phần này, không biết là đây, cái phần này giống như kiểu cái bi sao các bác, nó quay được này. Phần đầu trục ở đây thì em đo được là 25. Còn phần vít me của nó đo được là phi 40. Đường kính cái phần thân bát ren này đo được là 62.
Cái mẫu này thì chiều dài phần bắt ren này sẽ là 10 cm nhá. Chiều dài phần ren của cái mẫu này sẽ là 39 cm. Tổng cả trục hai bên sẽ được là 66 cm. Số 61 là mẫu này, có giá là 200.000. Tiếp theo đây là mẫu 62. 62 nó có cái phần thân của cái bát ren nó dài chưa? Hai bên sẽ có đầu trục này. Phần đầu trục ở đây thì em đo được là phi 30. Còn bên trên này cũng có này, bên trên nó sẽ có cái đầu trục ngoài này đo được là 25 nha các bác. Đầu trục mà nó không vừa các bác có thể tiện đi cũng được nhé. Còn phần vít me của nó thì sẽ đo được là 36 á. Mẫu này thì đường kính cái phần bát ren bên ngoài này đo được là 75. Cái mẫu này cái phần thân của cái bát ren nó dài chưa? Chiều dài phần thân bát ren là 20 cm luôn. Chiều dài phần ren của mẫu này là 60 cm. Đây em đo tổng cả cái phần trục luôn nhá. Tổng cả cái phần trục hai bên thì nó sẽ khoảng 80 cm nha các bác. Tại vì nó có cái cong cong này của cái bát ren này nên là hơi khó đo. Khoảng 80 cm. Mẫu số 62 có giá là 300.000. Tiếp theo em chuyển qua 63. 63 là mẫu này. Mẫu này nó có cái phần đầu trục ở bên đo được là 30. Bên trong này thì đo được là 40 ạ. Phần ren vặn này, phần ren em đo được là phi 45. Cái phần ren to quá. Mẫu này đường kính phần bát ren bên ngoài đo được là 88 ạ. Chiều dài phần bát ren là 9 cm. Mẫu này chiều dài phần ren của nó là được 50 cm ạ. Tổng chiều dài cả sản phẩm cả trục luôn sẽ được là 63 cm. Số 63 này của em có giá là 250.000. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 64. 64 này. 64 mẫu này cũng to nha các bác. Mẫu này thì phần đầu trục của em đo là phi 35. Phần vít me là phi 40. Ở đây nó sẽ có một cái phần bát ren như này. Đấy. Kiểu tròn tròn như này nha các bác. Mẫu này thì chiều dài này. Chiều dài phần bát ren là 7 cm ạ. Chiều dài phần ren của nó ở đây em đo là 51 cm. Tổng cả phần trục là 65 cm. Số 64 có giá là 250.000. Tiếp theo em chuyển qua 65. 65 mẫu này nó có một cái bi đĩa ở đây này các bác. Một cái bi đĩa ở đây nhá. Phần đầu trục đo được là phi 20. Phần vít me em đo được là 32 ạ. Đường kính cái phần bát ren bên ngoài đo được là 58. Chiều dài phần ren của mẫu này thì đo được là 67 cm. Tổng cả phần trục là 75 cm ạ. Số 65 có giá là 200.000 nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua 66. 66 là cái mẫu bên cạnh đây. Phần đầu trục ngoài cùng này thì em đo được là 18 này. Bên trong này là 20. Còn phần ren vặn của nó thì đo được là 28 ạ. Đường kính cái phần bát ren đo được là phi 60 nha các bác. Chiều dài phần bát ren là được 10 cm. Còn chiều dài cái phần ren vặn này là được 63 cm. Tổng cả trục luôn sẽ được là 77 cm. Số 66 này của em có giá là 200.000. Tiếp theo em chuyển qua 67. Đây 67 là cái mẫu này. Đây ngoài cái phần khớp này nó có hai cái cửa này, không biết để làm gì đây. Phần đầu trục em đo được là 35. Phần vít me đo được là 36 nha các bác. Đây ở dưới cũng có một cái phần bát ren kiểu như này. Đường kính ở đây thì em đo được là 70. Chiều dài phần bát ren là 6,5 cm. Chiều dài phần ren của nó sẽ là 48 cm ạ. Tổng cả phần trục luôn là 61 cm. Số 67 có giá là 200.000. Tiếp theo đây là mẫu 68. Mẫu này cũng to nhất, có khi to nhất trong video ngày hôm nay này các bác. Mẫu này thì phần đầu trục đo được là 25. Đường kính phần bát ren là 50 các bác. Ôi, mẫu này là to nhất rồi. Mẫu này thì đường kính ở phần bát ren của nó này em đo được ở đây là 84. Chiều dài phần ren của mẫu này sẽ là 14 cm ạ. 14 cm nha các bác. Còn chiều dài phần ren của mẫu này sẽ là 53 cm. Tổng cả phần trục là được 63 cm. Số 68 có giá là 400.000. Ren rất là to luôn. Tiếp theo đây là mẫu 69 này. 69 là cái mẫu nhỏ đây. Mẫu này thì phần đầu trục bên ngoài đo được là 18. Bên trong này em đo được là 20 nhá. Phần ren của nó thì đo được là 25.
Phần bát gen này, đường kính ở đây em đo là 58 ạ. Mẫu này chiều dài phần bát gen là 8 cm. Chiều dài phần gen vặn của nó là được 31 cm ạ. Còn tổng cả phần trục luôn sẽ được là 45 cm. Số 69 có giá là 130.000 nha các bác. Đấy. Hiện tại ấy, nó cũng còn khá là nhiều mẫu fit me mà em chưa có quay lên được. Còn bác nào mà ở gần cửa hàng ấy thì mời các bác qua địa chỉ cửa hàng mình xem, mình lựa chọn trực tiếp thì nó sẽ dễ hơn nhá. Ở đây hôm nay mới soạn ra được có ít này thôi. Tiếp theo đây là mẫu 70 này. Mẫu 70 cái này không biết gọi là cái gì đây. Bên trên nó có bi các bác. Đây nó có cái phần bánh kiểu bánh răng, bánh nhông như này. Nó có một cái phần lỗ trục ở đây này. Phần lỗ trục bên ngoài này. Ở đây thì em đo là 73 nha các bác. Đây phần bánh nhông của nó to lắm. Bên trên này nó sẽ có kiểu bi như này các bác. Nó xoay này. Đấy. Mẫu này nó nặng lắm các bác. Nặng như là em cầm thử chắc tầm về 9 hoặc là 10 kg ấy. Phần trục của đem đo là phi 40 này. Cái phần bánh bên trên này đo được là 44 nha các bác. Cái này đường kính này chắc cái thước của em nó không kẹp nổi rồi. Trên đây nó ghi là hàng Make in Japan này. Cái này đường kính này khoảng 15 cm nha các bác. Tổng chiều cao của nó là được 34 cm. Đấy, nặng nha các bác. Đây là mẫu số 70. Có giá là 400.000. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 71. 71 là cái bộ này. Cái này hai bên nó sẽ có hai cái cây trục tròn nha các bác. Đây, mẫu này của nó là trục tròn phi 20, trục tròn sắt đặc. Đây nó sẽ có cái ống bi ở đây này. 1 này, 2 này, 3, 4 này. Đấy, nó sẽ trơn trượt như này nha các bác. Phần khung này của nó bằng nhôm nha. Bản rộng là 11 cm. Chiều dài ở đây em đo được là 16 cm. Ở trên đây nó có hai cái nút vặn khóa này. Kể các bác khóa vào thì cái phần trục tròn này nó sẽ cứng, nó không có di chuyển được. Còn mình mở ra thì nó mới sẽ di chuyển được nha các bác. Đây em sẽ đo kích thước chiều dài phần trục tròn. Phần trục tròn thì chiều dài của nó là được 60 cm. Mẫu số 71 này. Có giá là 450.000 nha các bác. Đấy, 450.000. Cũng là mẫu 71 nhưng mà nó sẽ có thêm cái phụ kiện ở đây. Ở cái đầu chốt này. Đấy. Kích thước thì cũng như nhau nha các bác. Mẫu này thì sẽ có giá là 500.000. Cũng có cái phần van vặn khóa này với cả bi. Bi ống trượt tròn nhá. Mẫu này là 500.000 này. Đấy các bác có thể lựa chọn là mẫu 71 là 450.000 hoặc là mẫu 71 là 500.000 nha. Tiếp theo là mẫu 72. 72 là cái hộp tủ này. Hộp tủ này nó bằng sắt nha các bác. Đây nó sẽ có cái lớp sơn này. Kiểu nó sơn nó đặc biệt lắm các bác. Sơn nó kiểu sờ và nó sần sần ý. Mẫu này kích thước ở đây em đo được là bản rộng là 33,5 cm này. Chiều dài phần bên trên này là 50 cm. Còn bên dưới đế này thì nó dài hơn là 54,5 cm ạ. Đây, chiều cao bên sườn bên này thì đo được là 13 cm. Còn mặt trước này là cái phần khung gồ cao lên này sẽ được là 14,5 cm nha các bác. Mỗi một chiếc thì nó sẽ có một cái kiểu cái cầu điện như này các bác. Đấy. Nó không có cái phần nắp bên trên đâu. Nắp bên trên các bác mà mua về mình chế thêm nhá. Mẫu số 72 này có giá là 200.000. Đấy, 200.000 một chiếc nhá. Em thấy nhà em cũng đang bớt lại một chiếc này. Cũng kiểu kích thước này này. Xong rồi mình lắp điện vào, xong rồi mình chế một cái miếng meca trắng ấy các bác, đậy lên. Nó rất là đẹp luôn. Mẫu số 72 có giá là 200.000 một cái. Mẫu này thì hiện tại em đang có cả cái size nó to hơn một chút. Quên mất luôn ấy. Không có bảo bạn kia bạn khênh ra cả cái mẫu to để em quay luôn. Bạn ấy khênh mỗi cái mẫu nhỏ này thôi. Mẫu này thì là 200.000. Còn cái mẫu to hơn một chút kia thì có giá là 250.000. Nó kiểu dáng y chang này nhưng mà nó có cái bề ngang này. Nó to hơn một chút nha các bác. Các bác nào có cần xem cái mẫu đấy thì mời các bác qua Zalo. Xong rồi em sẽ chụp ảnh lại các bác xem hình nhá. Đó. Hôm nay hiện tại trên video sẽ có 72 mã hàng. Bác nào có nhu cầu mua thì alo đặt hàng ủng hộ em nhé. Rồi em xin phép dừng video ở đây ạ. Hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo. Các bác xem video để cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau ạ.